Đồng vô tình ngủ bên trong tủ áo quần nhà gia chủ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đối tượng Vũ Huỳnh Cương 1990, trú tại Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đi lang bạc đến khu vực ngõ 210/23 phố Đội Cấn thì bất thần phát hiện nhà bà Lương Thị Cờ 1945 có sơ hở. Ngay lập tức, hắn đã trèo từ cột điện của ngôi nhà gần đó lên các nóc nhà lân cận rồi đột nhập tầng tôm của nhà bà Cờ. Do nhiều đêm trước thức trắng không ngủ, nên khi lẻn vào tủ đổ đạc tại tầng tôm, hắn đã vô tình ngủ thiếp đi. Đối tượng Vũ Huỳnh Cương. Đến khi trời sáng sủa, bà Lương Thị Cờ lên tầng 3 và tá hỏa phát hiện một đối tượng lạ mặt nằm gọn trong tủ đột dùng dậy tóm búa đinh đuổi tấn công liên tiếp. Nghe thấy tiếng kêu cứu giảng của mẹ, anh Nguyễn Chí Hờ 1977, năm nhi bà Cờ, đã nhanh trí cho Cương đi và cầu xin đối tượng để đưa mẹ đi cấp cứu giảng. Nhận được thông tin vụ việc, công an phường Đội Cấn đã nhanh lẹ có mặt để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời xin ý kiến hướng dẫn của công an quận Ba Đình. Đối tượng Cương sau đó đã đi băng bó vết yêu thương và bị lực lượng công an tóm giữ khi vừa bước ra khỏi phòng khám của Bệnh viện Trí Đức quận Hai Bà Trưng. Trộm không may vào trúng nhà người quen cũ. Vụ việc hy hữu xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2015 tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hai đối tượng Nguyễn Phương Bình và Hồ Giang Sang đã rủ nhau trộm gà để lấy tiền tiêu xài. Khi cả hai chạy xe qua nhà bà Tờ, Hờ, e trú tại phường Long Hòa thì phát hiện trong nhà có gà. Tuy nhiên, trong lúc Sang vào nhà tóm gà thì thấy một lát tốt đang sạc lên, hắn nhanh tay giấu luôn trong áo rồi ra đi kêu Bình chạy xe. Cùng lúc này, cháu Nờ, Bờ, Hờ nghe thấy tiếng động trước cửa nhà nên chạy ra thì thấy Bình chở Sang đi mất. Vì trước đây Bình và cháu Hờ có thời gian ở gần nhà trọ nên Hờ biết mặt Bình. Đối tượng Nguyễn Phương Bình phát hiện mất đồ, bà Tờ, Hờ, e đã lên trình báo với công an và cung ứng thông tin về việc cháu Hờ thấy Bình là người quen có chở đối tượng trộm tài sản tẩu thoát. Ngay lập tức, công an đã triệu tập cả hai lên làm việc. Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Phương Bình 9 tháng tù về tội móc túi tài sản. Do đối tượng Sang đã tử vong ngày 6 tháng 3 năm 2016 vì bệnh lý nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Sang. Cách bảo vệ bạn dạng thân khi phát hiện trộm đột nhập nhà. Gần đây, ngày càng tăng các vụ kẻ gian đột nhập nhà người dân để trộm, cướp. Thông thường, tội phạm sẽ chọn thời điểm gây án về đêm và lúc rạng sáng sủa để tránh bị phát giác. Từ những vụ việc trên, để bảo đảm bình an cho bạn dạng thân khi có trộm đột nhập, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách chú ý các điều sau. Thứ 1, không nên một mình tấn công lại trộm vì nhiều tên sẽ mang ác nghiệp khí gây nguy nan. Hãy vào phóng kín, khóa chặt cửa, gọi báo công an, người thân hoặc hô quán hàng xóm đến ứng cứu giảng. Thứ hai, khi đi làm về nhà hay trong đêm ngủ dậy phát hiện nơi ở có dấu hiệu bị lục lọi thì đừng chạy đi lùng sục tóm trộm. Hãy bình tĩnh, báo cho người nhà để cùng trốn vào một phòng, khóa chặt cửa rồi gọi báo công an, người thân, hàng xóm hỗ trợ. Thứ ba, khi bị trộm khống chế, cần tuân theo đòi hỏi của chúng, bình tĩnh, nỗ lực nhớ nét mặt, nghe giọng nói, đặc điểm riêng để đáp ứng điều tra. Thứ bốn, không nên tiếc tài sản mà kháng cự kẻ trộm có ác nghiệp khí, vì có thể nguy năng tới tính mạng. Hãy bình tĩnh, tuân theo đòi hỏi của chúng để bảo vệ tính mạng của chính mình. Thứ năm, nếu nghi ngại trộm là người quen, nên dường như không quen chúng, đừng chủ động gọi tên vì tội phạm có thể sinh tâm lý giết người diệt khẩu. Thứ sáu, hạn chế cho người lạ ngủ trong nhà. Trường hợp bất khả kháng, hãy cho họ thấy sự hình thành của mình được nhiều người khác biết đến. Trước mặt họ, hãy mời hàng thôn quý phái nhà chơi, gọi điện báo cho người thân biết về việc có khách xin ngủ nhờ tại nhà, nhằm chặn đứng ý đồ của những kẻ xấu. Xem bài gốc tại đây.